Giới thiệu với anh em đây là quả bầu hồ lô. Bầu này hồ lô thì mình hong gác bếp và đến bây giờ nó đã là đen và bọ hóng gác bếp vẫn nguyên bản. Đó. Thì đây là một trong những cái đồ mà người ta thường để lưu niệm để trong một cái tủ kính hoặc là một cái góc nhà nào đấy, một góc riêng tư nào đấy. Nó có tính chất là rất là ý nghĩa. Ở ngoài ra thì có thể là chúng ta để thờ hoặc là chúng ta có thể đựng rượu vào để uống những ly rượu ngon trong những cái dịp Tết. Đó. Cái này nó quý là hong gác bếp, không phải là sấy, không phải là gì như một số anh em là bán ở trên đường. Cái này là hong gác bếp nguyên bản. Các bếp OK. Anh em nào có nhu cầu liên hệ 0163 5305 982. Đây là nó mang tính chất ý nghĩa thôi.